cần bán nhà xây mới 4 tầng tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện tại là tôi đang đứng ở phía ngõ đi vào căn nhà đây. Ngõ trước nhà rất là rộng, ngõ 3,5m. Và nhà là cách cái đường ô tô đi lại là chỉ khoảng tầm 15m thôi. Đấy, hiện tại là bây giờ tôi sẽ đưa mọi người vào tham quan ở phía bên trong của ngôi nhà. Thì ở cái dự án này bên công ty chúng tôi là xây 3 căn nhà thì đã bán được 2 căn rồi. Và đây là còn lại một căn này. Đấy, được thiết kế là 4 tầng với diện tích ở trên sổ đỏ là 37m2, có hướng nhà là hướng đông bắc, đã được chúng tôi hoàn thiện và thiết kế xong rồi. Bây giờ là chỉ cần dọn dẹp thôi là mọi người có thể là chuyển đồ về ở luôn. Đấy, với thiết kế 4 tầng bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đấy, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.750.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ những chi phí sang tên sổ đỏ, những có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu, và có thể hỗ trợ vay tối đa là khoảng 80% giá trị của ngôi nhà với cái lãi suất ưu đãi nhất. Đấy, thì hiện tại là tôi đang đứng ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà dưới đây. Mọi người có thể nhìn qua và có thể thấy là cái không gian ở tầng 1 rất là rộng, thiết kế 37m2, được kiến trúc sư của chúng tôi là thiết kế tối ưu. Đấy, cửa chính vào nhà rất là rộng này. Đấy, có sân ở trước nhà là sân sử dụng chung, là rộng là 54m2. Đấy, và diện tích của ngôi nhà là 37m2, thiết kế vô cùng rộng luôn. Đây là khu vực ở trong phòng bếp, mọi người có thể là nhìn thấy toàn bộ hệ thống tủ bếp và kệ bếp là chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong, sử dụng chất liệu là gỗ xoan đào. Toàn bộ những cái hệ thống đá bếp và đá mặt bếp này đều là chúng tôi hoàn thiện xong hết. Sử dụng hệ thống vòi rửa và chậu rửa là hàng inox 304. Mọi người có thể là nhìn kỹ toàn bộ cái khu vực bếp đây. Đấy, khu vực bếp thiết kế rất là hợp lý. Và đây là có thể là nhìn thấy toàn bộ cái không gian của phòng khách ở đây ạ. Đấy, thiết kế phòng khách cực kỳ rộng luôn. Chúng ta có thể là kê bộ sofa, kê tủ kệ tivi. Đấy, rất là tiện. Và với cái ngôi nhà này thì là khi mà xe máy thì chúng ta có thể là để luôn ở ngoài sân, đấy, không cần nhất thiết là phải dắt vào nhà. Công năng sử dụng rất là nhiều. Và ở phía tầng 1 là chúng ta là cũng có thêm một nhà vệ sinh phụ nữa. Đây, nhà vệ sinh đây ạ. Đấy, nhà vệ sinh là đã được chúng tôi là lắp đặt hệ thống bồn cầu, hệ thống vòi rửa, hệ thống vòi xịt. Và ở phía bên trong nhà vệ sinh, phía trên tường là cũng đã được ốp hết toàn bộ là bằng gạch granite 30x60. Và bên trong nhà vệ sinh là cũng như tất cả các nhà khác là sẽ có thêm một cái hệ thống máy bơm nước để bơm nước tổng lên toàn bộ ngôi nhà. Đấy, sau đây là tôi mời mọi người tham quan lại toàn bộ không gian của tầng 1. Những hệ thống trần thạch cao này, hệ thống sơn tường, hệ thống gạch nát nền là đều đã hoàn thiện xong hết. Hệ thống cửa chính, đó, hai lớp, phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong là bằng cửa nhôm kính, cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 2 là sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đấy, nhà là có rất là nhiều cửa sổ mọi người nhé. Có cửa sổ ở ô cầu thang này. Đấy, rất là sáng. Và lên đây là có thêm một ô cửa sổ nữa. Đấy, rất là sáng, rất là thoáng. Đây, và đây là toàn bộ cái không gian của tầng 2 ạ. Mọi người có thể thấy chúng ta thiết kế là có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Phòng ngủ rất là rộng, diện tích của phòng ngủ này là rơi vào xấp xỉ là 12m2. Đấy, cho nên là chúng ta có thể là kê được giường, tủ, bàn ghế, bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc rất là rộng. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết rồi. Đã thiết kế sẵn cái hệ thống dây điện để lắp điều hòa, cái hệ thống ống chờ điều hòa ở đây. Đấy, có cửa sổ mở ra ngoài phía ô cầu thang để lấy ánh sáng và không khí. Cảm giác ở trong phòng rất là thoáng. Sử dụng cửa thông phòng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên phòng ngủ thứ hai của tầng 2. Đấy, phòng ngủ này là có cửa sổ và ban công mở trực tiếp ra bên ngoài. Đấy, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà, lấy cung cấp ánh sáng và không khí cho ngôi nhà rất là đầy đủ. Đó, phòng ngủ cũng rất là rộng,
với diện tích là 37 m2 thì là chúng tôi chia ra hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một ô cầu thang với diện tích rất là rộng mọi người nhé. Là chúng ta là có thể là kê giường, tủ, bàn ghế, bàn trang điểm hoặc là phòng học các thứ, là chúng ta đều có thể là kê đồ đạc rất là thoải mái, vẫn còn nhiều không gian để đi lại và sinh hoạt. Đấy, cái phía cửa sổ ở bên ngoài là chúng tôi toàn bộ cửa sổ là chúng tôi đều sử dụng là cửa sổ hai lớp hết. Phía bên ngoài là cửa bằng nhôm kính và phía bên trong là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Tất cả các phòng là chúng tôi đều đã thiết kế sẵn cái hệ thống ống chờ điều hòa, để mọi người có nhu cầu lắp điều hòa thì chúng ta có thể lắp được luôn. Đấy, và cửa thông phòng của tất cả các phòng là đều là sử dụng bằng cửa gỗ lim nam phị. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan cái khu vực phòng vệ sinh. Đấy, phòng vệ sinh là được chúng tôi đã hoàn thiện hết toàn bộ những hệ thống gạch ốp tường này, hệ thống bồn cầu, lavabo, hệ thống sen tắm, vòi xịt và hệ thống phụ kiện gương đều đã đầy đủ hết. Đấy, phòng tắm rất là rộng, có cửa sổ đây mở ra bên ngoài đây, và cũng đã thiết kế sẵn cái hệ thống đường nước và cái hệ thống đường điện để chúng ta là có thể là lắp đặt bình nóng lạnh. Về cơ bản thì là cái ngôi nhà này là chúng tôi đã hoàn thiện xong hết. Đấy, bây giờ mọi người là có thể là chuyển đồ về ở luôn, và chúng ta chỉ cần dọn dẹp một chút thôi là chúng ta là đều là có thể chuyển đồ về ở được. Đấy, thiết kế của tầng 3 và tầng 2 thì sẽ tương tự như nhau. Đấy, cũng sẽ có là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, thiết kế tương tự như nhau thôi. Thiết kế phòng ngủ rất là rộng, rất là hợp lý. Đấy, phòng ngủ rất là rộng và hợp lý. Chúng tôi đã hoàn thiện tỉ mỉ từng chi tiết, kể cả những sơn tường này, trần thạch cao, đèn led hay là ô cửa sổ. Đấy, những cái công tắc điện đều là sử dụng những vật liệu là tương đối cao cấp để tăng tuổi thọ và tăng độ bền cho người sử dụng. Đấy, đây là nhà vệ sinh của tầng 3 đây. Nhà vệ sinh của tầng 2 và tầng 3 là giống hệt như nhau. Đấy, tất cả tầng 2 và tầng 3 chúng ta đều có rất là nhiều cửa sổ đây. Ở riêng ô cầu thang này là có hai cửa sổ rồi. Đấy, đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là có một phòng thờ và một sân phơi. Đó, mọi người có thể là nhìn qua đây. Đây là cái khu vực phòng thờ đây. Đấy, phòng thờ rất là rộng. Đấy, chúng ta có thể là xoay bàn thờ theo hướng của gia chủ mong muốn, xoay được cả bốn hướng luôn, rất là rộng. Và cũng có cửa sổ mở ra bên ngoài đây, đảm bảo phong thủy, đảm bảo thông phong cho ngôi nhà. Và ở tầng 4 là phía ô cầu thang này là cũng sẽ có cửa sổ để lấy ánh sáng, rất là thoáng. Tiếp theo đây là cái cuối cùng, đây là cái khu vực sân phơi. Đấy, thì toàn bộ những cái hệ thống mái tôn và chuồng cọp nên đều được chúng tôi hoàn thiện xong hết, lấy đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng và cho ngôi nhà. Khi mọi người chuyển đồ về đây ở thì không cần phải làm bất kỳ một cái thao tác gì hết, chúng ta chỉ chuyển đồ về và ở thôi. Đây là ở khu vực này mà chúng tôi là thiết kế là cái hệ thống đường nước và hệ thống đường điện cũng như là hệ thống thoát sàn để lắp đặt máy giặt ở khu vực này. Đấy, sân phơi rất là rộng ạ, khi mà chúng ta phơi đồ phơi đạc thì có thể là đi làm và rất là yên tâm. Đây, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người xung quanh ở phía của ngôi nhà đây. Đấy, xung quanh dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là ở phía bên ngoài kia là trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Cao đẳng Y Hà Nội. Đấy, và rất là nhiều các trường học khác ở quanh khu vực của ngôi nhà. Bán kính 500m thì có đầy đủ tất cả các tiện ích: trường học mầm non, trường học cấp 1, trường học cấp 2, chợ, siêu thị, Ủy ban nhân dân phường. Đấy, vào đây mọi người có thể nhìn thấy luôn. Đấy là phía ở bên ngoài kia. Đấy là đường chính, đường trục chính, đường ô tô đi. Đấy, ngôi nhà rất là gần thôi. Với cái mức giá là chúng tôi đang đưa ra là 1.750.000.000 đồng, có hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, hỗ trợ vay vốn ngân hàng với cái lãi suất ưu đãi nhất cho khách hàng, và có thể hỗ trợ lên đến tối đa là 80% giá trị của ngôi nhà. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc là xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444 để được tư vấn và tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm mình cần mua. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin hay cần chia sẻ cho mọi người thì nhớ chia sẻ video, nhớ like video và đăng ký kênh
để theo dõi thêm nhiều nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.